Dạ, Phương xin chào quý anh chị cô chú đã quay trở lại với kênh Phương Cá Vlog. Là nói đầu tiên cho Phương xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến quý anh chị cô chú. Kính chúc quý anh chị cô chú một buổi sáng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Ngày hôm nay là Phương đang có mặt tại đường Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Là Phương có nghe một cuộc điện thoại của một chị khán giả của Phương, kênh của Phương á, là chị nói là gần nhà chị có một gia đình này để nuôi hai bé chó. Rồi bây giờ là do thứ nhất là hai bé nó quá hiền, thứ hai là do gì lý do gì đó mà không hồi nãy chị nói không rõ đó, mà bây giờ là gia đình nó muốn cho đi hai bé. Thì nói chung ra là giờ không biết nói sao ta, để hồi chút xíu Phương gặp Phương hỏi rõ lại cho nha mọi người, hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện nó ra thế nào đi, rồi Phương sẽ thông báo cho mọi người biết. Dạ, đó là cái chuồng nè, nó mọi người thấy không đó, là chút xíu Phương gặp chị đi rồi chị dẫn Phương đi đó. Chị đang dẫn Phương đi vô trong nhà để mà nhận hai bé chó thôi. Xe thì mượn, điện thoại cũng mượn luôn đó, thì có cái gì cái là bị phiền phức luôn á. Từ Lê Thị Hà giờ rồi đi qua Trung Mỹ Tây luôn rồi. Trung Mỹ Tây, đường Trung Mỹ Tây Tân Sơn. Đi một vòng rồi cuối cùng rồi cũng quay ra Trung Mỹ Tân Sơn nè quý vị. Đó. Giờ Phương nhận hai bé chó ở đây. Đây là nơi bán cậu khiển nè. Là mấy bé nó phá hay sao đó. Lấy nhỏ lại. Ủa hai bé này trong đây hả? Hai đây nè. À, không, cái này bị xà mau rồi. Không, nó mà cho nó từ nào nó vậy á. Dạ, cái này nó bị rồi đó. Đây, hai bé chó nó nè. Nó bị xà mau quá. Ủa con kia sao nó nằm luôn rồi? Tại nè, nó lời bên lời bén lắm. Gà. À, dạ. Ủa nha, sao ta không nuôi nữa chị? Rồi mấy đầu bán. À. Cái anh nãy ở bên kia tao không chịu, người ta nói thôi để đi để kiếm chị, người ta hỏi chị rồi gửi qua bên trạm. Dạ. Em lòng như má ví dụ. Nói người nhà đang hỗ trợ rồi đó. Đẩy 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 mạnh nó vô rồi. Đóng lại, đẩy cái chốt qua. Không có cái chốt giữa ở dưới á. Đẩy nó. Rồi. Liền lắm. Còn con nữa. Con kia nó hồi dở cái trên này thả xuống luôn. Rồi bỏ chân hay con. Dạ dạ được. Này nó già lắm rồi. Còn hai con này già. 15 16, 16 năm hết rồi đó. Này về chắc. Con này là 12 năm nè. Con kia là 14 15 năm. Con mẹ. Ừ. 15 16 năm rồi đó. Khoảng thời gian khá là lâu. Rồi, cuối cùng thì Phương cho hai bé nó lên nha. Thể trạng nó là mắt mờ nè. Lớn tuổi. Bị rung lông hai mắt thì mờ hết luôn rồi, chỗ rung lông mắt có gần xanh này đi bệnh quá. Nó có ăn uống bình thường có gì đâu. Rồi khuyến mãi thêm hai bé mèo nữa. Ủa mèo ở trong cô có bỏ bao nhiêu lông không nè? Ôi tháo ra nó chết á. Không chết Có không có chợ. Ừ, xé bao ra.
rồi hai bé chó, hai bé mèo, hai bé mèo rồi gửi cho Hoa Hồng Đen nuôi. Rồi giờ Phương đưa mấy bé nó về tới nhà nè mọi người ơi. Đó. Rồi đó, nghĩ sao cống hiến thanh xuân cho chủ nè, 16 năm chờ ròng rã. Giữ nhà giữ của cho chủ, bây giờ ngày giờ này đó thì già cả mắt mờ rồi. Chân cẳng yếu kém rồi, chủ cho đi. Bỏ đi. Đó, xót xa chưa? Đau lòng chưa? Một cái kiếp xuất sinh nè, đó, thấy chưa? Đây con, ra ba biểu ơi. Về đây ở với ba nha. Có gì ăn đó nha con. Nha, ngoan nha, về đây ở với ba nha. Ở với anh chị nha. Cuối đời tụi con ở đây đi, có gì ăn cái đó. Không đi đâu nữa hết trơn á. Nghe không? Sau này mà có qua đời thì ba cũng thiêu thôi. Giải tụi bay xuống sông. Cho tụi bay được đầu thai chuyển kiếp đi. Kiếp sau nhớ làm người nghe không? Ngoan không? Rồi Phương về cho máy ấm đây nè. Tại định vô rồi nhưng mà nó sủa ồn quá, không có quay được. Này bé đó. Chủ hồ tắm rửa đó, tắm rửa mà cái kiểu gì mà lông lá nó ớn không? Yeah.